Xin chào các em, hôm trước cô đã có cái video hướng dẫn về chủ đề lực từ và lực Lorenzo và có một số các cái bài tập về nhà cho các em. Hôm nay cô đã có một video để sửa lại các cái bài tập mà cô đã giao về nhà với chủ đề lực từ và lực Lorenzo. Trước khi vào giải bài tập phần này thì chúng ta sẽ cùng nhắc lại hai công thức tính lực từ và lực Lorenzo. Công thức thứ nhất, một là công thức tính lực từ. Đó là F sẽ bằng B I L nhân với sin alpha. Trong đó ở đây cái góc alpha là góc hợp bởi hai vectơ từ trường B và vectơ dòng điện I. F là lực từ, B là từ trường, I là dòng điện chạy qua dây dẫn, còn L là chiều dài của dây dẫn. Công thức thứ hai đó là công thức lực Lorenzo. Thì cái công thức lực Lorenzo này chúng ta đã biết rồi, FL sẽ bằng giá trị tuyệt đối của Q nhân V nhân B nhân sin alpha. Trong đó ở đây chúng ta lưu ý FL là lực Lorenzo, Q là độ lớn của điện tích chuyển động trong từ trường, V là vận tốc của hạt điện tích trong từ trường, B là độ lớn từ trường, còn góc alpha. Góc alpha ở đây là góc hợp bởi hai vectơ vận tốc V và vectơ từ trường B. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng hai công thức này để giải quyết cái bài tập thứ nhất. Bài tập 1 này. Đó là cho một đoạn dây dẫn thẳng dài AB có chiều dài là 15 cm, có dòng điện I bằng 4,5 ampere chạy qua dây đặt trong một từ trường đều, có cảm ứng từ B bằng 0,05 tesla. Dây dẫn hợp với từ trường một góc 30 độ. Hãy tính lực từ tác dụng lên dây dẫn. Đây là một bài toán khá đơn giản và chúng ta sẽ cùng tóm tắt đề bài. Ở đây dây dẫn có chiều dài là 15 cm, vậy chúng ta sẽ ký hiệu đó là L. L bằng 15 cm và bắt buộc chúng ta phải đổi sang mét bằng cách chúng ta lấy 15 chia cho 100, kết quả là 0,15 m. Thứ hai, dòng điện I cường độ 4,5 ampere. Thứ ba, từ trường B bằng 0,05 tesla. Thứ tư là cho dây dẫn hợp với từ trường một góc 30 độ. Đây là chiều dài, đây là cái hướng của dòng điện với hướng của từ trường, tức là cho ta cái góc alpha bằng 30. Hãy tính lực từ tác dụng lên dây dẫn, tức là các em phải tìm lực từ F. Và bây giờ muốn tìm lực từ F thì rất đơn giản thôi. Cái lực từ F này sẽ được xác định bằng công thức là F bằng BIL nhân với sin alpha. Thế thì chúng ta đã có giả thiết đã có hết rồi. Bây giờ các em chỉ việc thay số vào thôi. Nhất B là 0,05, nhân I là 4,5, nhân với L là 0,15, nhân với sin alpha tức là sin của 30 độ. Kết quả khi chúng ta bấm máy tính nó sẽ ra được là 0,016875. Như vậy em nào mà ra kết quả 0,016875 Newton, đó là kết quả đúng. Đó là bài thứ nhất. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài thứ hai. Trong bài thứ hai là cho một đoạn dây dẫn dài 10 cm đặt trong một từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ B. Dòng điện chạy qua dây có cường độ là 0,5 ampere. Lực từ tác dụng lên dây lúc này là 5 × 10^-3 Newton. Tính độ lớn cảm ứng từ của từ trường. Thế thì bài này chúng ta cũng sẽ tóm tắt ra cho cô. Cho dây dẫn có chiều dài 10 cm, ký hiệu L bằng 10 cm. Cái này bắt buộc phải đổi sang mét bằng cách lấy 10 chia 100, kết quả là 0,1. Thứ hai, dòng điện cường độ I bằng 0,5. Như vậy ta sẽ có I bằng 0,5 ampere. Thứ ba, cho lực từ tác dụng lên dây dẫn là 5 × 10^-3. Thế thì cái này chúng ta sẽ ký hiệu đó là F bằng 5 × 10^-3 Newton. Khi đó đề bài yêu cầu tìm cảm ứng từ hay là tìm độ lớn của từ trường. Thế thì bài toán này cũng khá là đơn giản. Khi liên quan đến lực từ và từ trường thì chúng ta sẽ áp dụng công thức tính lực từ. Khi đó từ trường tác dụng lên dây dẫn đó là F bằng BIL nhân với sin alpha. Trong bài này người ta cho F bằng 5 × 10^-3 thì các em sẽ thay vào vế trái của phương trình. Còn vế phải thì chúng ta sẽ để nguyên B, bởi vì B đang cần tính, ta coi nó là ẩn.
Y là 0,5 nhân với L là 0,1. Góc alpha là, à trong trường hợp này chúng ta chưa có góc alpha đúng không nhỉ? Thế thì ở đây chúng ta phải đọc kỹ đề bài đó là gì? Một đoạn dây dẫn dài 10cm đặt trong từ trường đều, vuông góc với vector cảm ứng từ. Thế thì ở đây chúng ta hãy chú ý cái từ vuông góc. Đó, dây dẫn mà đặt vuông góc với cảm ứng từ thì tức là cái góc alpha ở đây người ta cho đó chính là bằng 90 độ. Đó, alpha bằng 90 độ. Khi đó chỗ này chúng ta sẽ nhân vào đây là sin 90. Và chúng ta sẽ dùng máy tính bấm hàm sâu thì chúng ta sẽ ra được kết quả B của chúng ta chính là bằng 0,1 Tesla. Em nào ra 0,1 là kết quả đúng. Đó là nội dung của bài số 2. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang bài số 3. Bài số 3 là cho một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6cm có dòng điện I bằng 5A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B bằng 0,5 Tesla. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn là 7,5 nhân 10^-2 Newton. Tính góc alpha hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ. Thế thì bài này cũng là một bài khá đơn giản và bài này yêu cầu là tính góc alpha mà liên quan đến lực từ thì chúng ta lại vận dụng công thức như trên. Sau đó chúng ta sẽ bấm máy tính để giải góc alpha. Chúng ta cũng ký hiệu. Ở đây dây dẫn có chiều dài 6cm, ta ký hiệu L bằng 6cm và cái này các em sẽ đổi sang mét bằng cách chia 100 bằng 0,06. Dòng điện cường độ I bằng 5A, vậy ký hiệu là I bằng 5. Thứ ba, từ trường có cảm ứng là 0,5 Tesla. Thứ tư là lực từ F bằng 7,5 nhân 10^-2 Newton. Và bài này họ yêu cầu mình tìm góc alpha. Thế thì lúc này chúng ta sẽ trả lời là gì? Góc alpha. Góc alpha hợp bởi từ trường B. Góc alpha hợp bởi từ trường B và dòng điện I. Và dòng điện I là, được chưa? Khi đó chúng ta sẽ dùng công thức F bằng BIL nhân với sin alpha. Và cái này chúng ta thay F bằng 7,5 nhân 10^-2 bằng B là 0,5 nhân I là 5 nhân với L là 0,06 nhân với sin alpha. Chỗ này chúng ta sẽ rút ra sin alpha cho cô trước thì sẽ bằng là 0,5. Và sau đó chúng ta sẽ dùng máy tính, chúng ta bấm shift sin ra để cho nó ra cái góc alpha bằng 30 độ. Như vậy kết quả góc hợp bởi từ trường B và dòng điện I là 30 độ trong bài này. Đó là nội dung bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài số 4. Bài 4 là cho một điện tích có độ lớn là 10 mini-coulomb bay với vận tốc 10^5 m/s, vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng 1,5 Tesla. Hãy tính độ lớn của lực Lorentzer tác dụng lên điện tích. Đây là một bài tính lực Lorentzer thì chúng ta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ tóm tắt vào trước đi đã. Ở đây ta có độ lớn của điện tích là 10 mini-coulomb thì chỗ này tóm tắt là Q bằng 10 mc. Cái này chưa phải là đơn vị chuẩn. Bởi vì trong cái công thức tính của chúng ta thì Q nó phải có đơn vị là coulomb. Vậy chỗ này các em phải đổi sang coulomb. Thế thì các em phải nhớ cái thang đổi này. Đổi từ mini sang coulomb là các em phải chia cho 1000. Đó, tức là các em sẽ lấy 10 chia 1000 là bằng 0,01 coulomb. Thứ hai là ở đây người ta cho hạt điện tích này đang bay với vận tốc 10^5 m/s thì đấy chính là V đấy. 10^5, V bằng 10^5 m/s. Và hạt điện tích này thì bay vuông góc với đường sức từ. Chúng ta đừng bỏ qua cái từ vuông góc bởi vì nếu bỏ qua cái từ vuông góc tức là chúng ta không xác định được góc alpha. Và khi không xác định được góc alpha đương nhiên chúng ta sẽ không xác định được lực Lorentzer đâu. Và ở đây thì cái điện tích này nó bay với vận tốc là V mà vuông góc với đường sức từ, tức là nó cho mình cái góc alpha ở đây chính là bằng 90. Bởi vì rõ ràng góc alpha là góc hợp bởi hướng của vận tốc và hướng của từ trường. Thứ tư, cho từ trường có cảm ứng từ B là 1,5 Tesla. Hãy tính độ lớn của lực Lorentzer. Đó. Để tính độ lớn của lực Lorentzer thì công thức rất đơn giản các em đã có. Vậy thì lúc này chúng ta trả lời là lực Lorentzer do điện tích. Xin lỗi, do từ trường
tác dụng lên điện tích. Đó là gì? FL sẽ bằng giá trị tuyệt đối của Q nhân V nhân B nhân với sin alpha. Chỗ này là chỗ này chúng ta sẽ thay số bằng Q là bằng trị tuyệt đối của 0,01 nhân V là 10 mũ 5 nhân B là 1,5 và nhân với sin alpha tức là góc 90 độ đấy. Và chúng ta sẽ bấm máy tính ra cái kết quả ở đây. Nó sẽ vào cỡ là 1,5 nhân 10 mũ 3 Newton. Như vậy là lực Lorentzer của chúng ta là 1,5 nhân 10 mũ 3 Newton. Bài toán khá đơn giản đúng không nào? Chúng ta chuyển qua bài số 5. Bài số 5, một electron bay vuông góc với các đường sức vào một từ trường đều có độ lớn là 100 mini Tesla thì chịu một lực Lorentzer có độ lớn là 1,6 nhân 10 mũ trừ 12 Newton. Hãy tính vận tốc của electron. Thế thì để tìm được vận tốc của hạt electron thì chúng ta sẽ phải vận dụng công thức của lực Lorentzer. Và ở đây trước hết thì chúng ta sẽ tóm tắt đề bài. Một electron, trong bài này chúng ta hãy chú ý đây là hạt điện tích, là electron. Tuy đề bài không cho giá trị Q là bao nhiêu nhưng chúng ta phải hiểu được là gì? Điện tích E này nó sẽ có giá trị bằng trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 Coulomb. Cái này chính là Q đấy. Hiểu chưa nhỉ? Cái này chính là Q. Thứ hai là electron này thì bay vào một từ trường theo phương vuông góc với đường xúc từ. Thì lúc đấy cái góc alpha của chúng ta ở đây sẽ bằng 90 độ. Thứ ba, từ trường đều có độ lớn là 100 mini Tesla. Như vậy cái này nó sẽ là 100 MT. Và kết quả nó sẽ bằng là gì? Cái chỗ này chúng ta sẽ phải đổi từ mini Tesla sang Tesla nhé. Chúng ta phải chia cho 1000. Lấy 100 trên 1000 tức là bằng 0,1 Tesla. Lực Lorentzer, yếu tố thứ tư là lực Lorentzer là 1,6 nhân 10 mũ trừ 12 Newton. Và họ yêu cầu mình tìm vận tốc V. Vậy bây giờ muốn tìm vận tốc V thì chúng ta chắc chắn là phải sử dụng công thức của lực Lorentzer. Và lúc đấy chúng ta trả lời là vận tốc của hạt electron bay trong từ trường là, lúc đó chúng ta sẽ thay vào công thức là FL bằng giá trị đối Q nhân V nhân B nhân với sin alpha. Và ta thay số thôi. Chúng ta thay FL bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 12. Còn Q là trị tuyệt đối của trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Đóng trị tuyệt đối lại. Nhân với V là ẩn để nguyên. B là 0,1. Và góc alpha là 90 độ, tức là nhân sin 90. Và khi đó chúng ta sẽ dùng máy tính bấm hàm sâu. Nó sẽ ra được V là 10 mũ 8 mét trên giây. V bằng 10 mũ 8 mét trên giây. Như vậy là chúng ta đã ra được cái kết quả của cái bài số 5 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chữa nốt cái bài cuối cùng là kết thúc cái phần bài tập về nhà của các em. Bài số 6. Một điện tích 10 mũ trừ 6 Coulomb bay với vận tốc 10 mũ 4 mét trên giây, xiên một góc 45 độ so với các đường sức của từ trường, có độ lớn là 0,5 Tesla. Hãy tính độ lớn của lực Lorentzer tác dụng lên điện tích. Thế đi đây lại nó trở về cái bài toán cơ bản là tìm độ lớn lực Lorentzer rồi. Thế thì bài này đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt đề bài. Một hạt điện tích thì nó sẽ có độ lớn là 10 mũ trừ 6 Coulomb, bay với vận tốc 10 mũ 4 mét trên giây, tức là V bằng 10 mũ 4 mét trên giây. Hạt điện tích này bay xiên góc với đường xúc từ một góc là 45 độ. Cái đó chính là góc alpha đấy. Alpha là 45 độ. Và độ lớn của từ trường ở đây cho bằng 0,5 Tesla. Hãy tìm độ lớn của lực Lorentzer. Tìm độ lớn của lực Lorentzer. Vậy thì muốn tìm độ lớn lực Lorentzer thì ta chỉ cần áp dụng công thức thôi. Chỗ này ta trả lời là lực Lorentzer có độ lớn là, có độ lớn là FL sẽ bằng giá trị tuyệt đối của Q nhân V nhân B nhân với sin alpha. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thay cho cô Q. Q ở đây là chính là bằng trị tuyệt đối của 10 mũ trừ 6 nhân V là 10 mũ 4 nhân B là 0,5 nhân với sin alpha tức là sin của 45 độ. Thế thì chúng ta sẽ dùng máy tính và chúng ta sẽ bấm ra được cái kết quả của lực Lorentzer ở đây là xấp xỉ 0,007 Newton. Nếu bạn nào ra kết quả 0,007 Newton là một đáp án đúng. Như vậy là cô đã cùng với các em
hoàn thành hết các cái 6 cái bài tập mà cô đã giao về nhà cho các em từ tuần trước. Thế thì mong là các em về nhà chịu khó cố gắng học bài và làm bài tập đầy đủ. Và hôm sau thì cô sẽ chuyển sang cái chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề về từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở các video sau.